Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Ngày đầu tuần mới ở khu vực Nam Bộ, thời tiết có gì đáng chú ý không chị Hà Linh? Dạ vâng, xin chào buổi sáng các anh chị. Ngày đầu tuần thời tiết ở Nam Bộ khá là thuận lợi cho việc đi lại của mọi người. Vì dự báo cả ngày hôm nay ở Nam Bộ sẽ khá ít mưa, chiều tối chỉ có mưa lác đác ở vài nơi với lượng nhỏ. Còn trong ngày, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng với tổng số giờ nắng khoảng 8 tiếng. Miền Đông Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, huyện Đồng Phú, Thủ Dầu Một, nhiệt độ dao động từ 33 cho tới 34 độ. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ trong đó có thành phố Cần Thơ, mức nhiệt dao động khoảng 32 độ. Trời nắng nhiều cũng sẽ khiến cho lượng tia cực tím chiếu xuống mặt đất nhiều hơn. Thời điểm cực đại dự báo tại thành phố Cần Thơ, Cà Mau hay thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức 8, là mức rất cao. Thậm chí ở thành phố Phú Quốc, chỉ số này còn có thể lên tới mức 10 và thời gian tia UV kéo dài từ 9 cho tới 15 giờ. Trong các loại tia cực tím thì tia UVA chiếm tỷ lệ 95% trong ánh nắng mặt trời. Và loại tia UVA này có khả năng xuyên qua cửa kính xe ô tô, cửa sổ bằng kính. Và đây còn là loại tia cực tím có thể xuyên sâu qua da chúng ta tới tầng hạ bì, khiến cho da dễ bị nhăn và lão hóa sớm. Vì thế, ngay cả khi quý vị di chuyển bằng xe ô tô, chúng ta vẫn nên chú ý những biện pháp chống nắng như là bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài hoặc là đeo kính râm có khả năng chống tia cực tím. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ven bờ biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, cảnh báo có mưa dông. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra gió giật và lốc xoáy. Còn vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang thì dự báo sẽ có thời tiết đẹp, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, trời tạnh ráo. Cảm ơn chị Hà Linh. Thời tiết nắng nhiều cùng với chỉ số tia cực tím tăng cao, quý khán giả cần chú ý các biện pháp chống nắng như là bôi kem chống nắng, đeo kính râm để bảo vệ cơ thể.